Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ họp review tai nghe không dây KI10 nha. Đây là phiên bản mới nhất của dòng KI nha các bạn. Rồi, bên trong nha các bạn. Để mình giới thiệu luôn, đó là cũng thời gian nghe đó là 5 tiếng. Miếu xịt là 4 tới 5 tiếng nha. Automatic pair. Thời gian sạc đó là, của cái lốc sạc nè, thời gian 16 tiếng. Chống nước và khoảng cách. Đây cũng có cáp sạc cái là TVC nha các bạn. Cáp sạc TVC. Đây mới mở ra là nó tự kết nối nha các bạn. Đây nha, cảm biến các bạn. Cảm biến nha. Cây tre này nó thiết kế cây 10 này nó thiết kế khá là đẹp nha. Nhìn rất là cá tính nha. Rất là ngầu luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bóc seal cái tai nghe nha. Đây cái phần tai nghe các bạn. Nó cũng có cái màn hình LED nha. Giờ mình sẽ gắn vào. Đây là nó cảm biến nha các bạn. Mình chạm như đây là nó lên đèn các bạn. Đó, mình lắp vào là nó hiển thị cái LED, cái dung lượng của cái đốc sạc nè. Và cái phần tâm pin nó đang chạy nè. Đó, cái mức pin nó sạc vô nè các bạn, nó đang sạc nè. Đây, mình sẽ quay cận cảnh nha, cái tai nghe KI10 nha. Cái phần LED đây thì nó LED nó nằm dưới đây. So với cái phần KI9, KI8 mà mình review thì LED nó sẽ bao quanh viền của tai nghe luôn, rất là sáng nha. Thì phần LED thì nó sẽ giảm tải, giảm bớt cái phần LED hiển thị, phần LED trong cái phần đốc sạc á, nó sẽ tiết kiệm pin hơn. Và cũng là cái chân sạc TPC nha các bạn. Đây LED thì nó ít LED hơn. Phía sau nè, vẫn là kiểu thiết kế thông suốt nha, dây đeo. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé các bạn. Hẹn gặp các bạn ở những video review tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.